Tiến Luật khiến đồng đội điêu đứng vì một chiến thuật sai lầm. Tiến Đạt thể hiện sự tiếc nuối khi đội chơi không đạt được mục đích như mong muốn trong phần đấu giá Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tối 3 tháng 8, tập 5 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng, các diễn biến bên trong chương trình trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Ở công diễn lần này, các anh tài sẽ liên minh hai nhà ở tập trước thành một đội. Họ phải biểu diễn một tiết mục vocal và một tiết mục perform. Các đội sẽ đấu giá kín một bài, còn bài còn lại sẽ đấu giá công khai, có thể tùy chọn ca khúc vocal hay perform. Luật đấu giá bài hát là luật chơi đặc biệt, chỉ có ở Côn Me Be Fire và được áp dụng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Các đội sau khi liên quân sẽ có một số điểm hỏa lực riêng, họ phải tận dụng tư duy để ra chiến thuật và phương án có lợi nhất cho tất cả các thành viên. Từng có màn chơi chiêu khiến Binzy, Tiến Đạt phải kinh ngạc, vì thế cách Tiến Luật đấu giá ở vòng này khiến khán giả quan tâm. Theo đó, khi Bằng Kiều cùng các thành viên khác đề nghị đưa ra điểm số cao để lấy bài gót hồng, cao gót vì mọi người đều rất thích. Tuy nhiên, Tiến Luật nhanh chóng ngăn cản, anh nói, không, đừng mua nhiều vậy, mấy đội kia sẽ không mua nhiều đâu, tin tôi đi. Cuối cùng, đội Tinh Tú đã đấu giá 810 điểm để đổi lấy bài gót hồng, cao gót và kết quả họ thất bại vì đội Phát Tài. Đang đứng nhất số điểm hỏa lực đã chi mạnh tay 2.000 điểm. Là thành viên chung đội Tiến Luật, Tiến Đạt tỏ ra hụt hẫng và nói, nhà liên minh Tinh Tú rất muốn cái bài đó nên số điểm đấu giá lên đến hơn 800 điểm lận. Tức là mình nghĩ nó đã cao rồi, nhưng tại sao họ có thể đấu cái giá ngoài sự suy nghĩ của mình luôn? Về phía đội Phát Tài, Thiên Minh chia sẻ, đội nhất nhì hợp lại mà, nhiều điểm nên mọi người cũng muốn sự quyết chiến. Chắc ăn nên mọi người đầu tư điểm cao, nắm chắc ưu thế bài mình yêu thích. Tiếp đến, đội Tiến Luật không đưa ra đấu giá cho bất kỳ bài hát nào mà được chọn hai bài cuối cùng sau khi ba đội kia đã có đủ đề bài. Dramatic quyết định chi 1 điểm cho Những Kẻ Mộng Mơ và 100 điểm cho Chợt Nghe Bước Em Về. Ở thời điểm này, đội của Tiến Luật từ xếp hạng 3 về điểm số bỗng vươn lên dẫn đầu vì tốn ít điểm hỏa lực để mua bài hát. Điều này có nghĩa họ sẽ có lợi thế trong phần đấu giá vị trí biểu diễn. Và đúng như mong đợi, đội Tinh Tú được lựa chọn vị trí mong muốn để trình diễn trong công diễn 2. Đến lúc này, khán giả ngỡ ngàng cho rằng đây là cú thuyết, chiêu trò của Tiến Luật để đánh lừa mọi người ở vòng đấu giá trước đó. Tiến Luật chia sẻ, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai này hay lắm, nói cho mình thấy nhiều quy luật trong cuộc đời này. Trước đó, nhóm Tiến Luật mất 150 điểm cho Quốc Thiên, nhóm Anh Tự Long mời anh Tuấn Hưng cũng mất 150 điểm, sau đó hai nhóm này hợp lại với nhau. Tôi nghĩ nếu mình mất thêm điểm cho phần đấu giá nữa thì mình không đủ điểm cho phần đấu giá vị trí biểu diễn. Hên thế nào, vô đó mình mất có 100 điểm cho bài perform thôi là xong, tôi mới thấy mình may mắn quá. Ở công diễn 1, Tiến Luật cũng có màn chơi chiêu độc đáo. Cụ thể, Tiến Luật, Tiến Đạt và Dramatic quyết định đưa ra con số sàn là 200 điểm để đấu giá Ma Súp Lột Xác và Chuyện Nhỏ. Đề bài không được bất kỳ đội nào lựa chọn ở vòng khảo sát trước đó. Ngay khi vừa công bố thông tin đấu giá 200 điểm, Tiến Luật còn áp dụng kỹ năng diễn xuất khi công khai hỏi MC Khánh Vy. Cho anh hỏi ví dụ không ai đấu giá là anh lấy bài đó hả? Khi MC gật đầu đồng tình, Tiến Luật liền hốt hoảng. Đúng là tính sai mà khiến các anh tài khác bật cười. Tuy nhiên, đây chỉ là chiến thuật của Tiến Luật để phân tán sự chú ý của đối thủ, bản thân đội anh lại rất muốn được diễn bản Ma Súp này. Bằng chứng là khi đội của Tuấn Hưng đưa ra giá 220 điểm, thì Tiến Luật đã chốt sổ luôn con số 300 điểm để nắm chắc phần thắng. Sau khi nam diễn viên lật bài, dàn anh tài phải ngỡ ngàng vì chơi chiêu quá giỏi. Trong đó, Binzy phải bái phục, nhà tái sinh mọi người hay đùa giỡn nhưng mà mình không biết được chiến lược thật sự của họ là gì.